Bell Cut. Chào các bạn. Bữa nay mình ra ngoài sau vườn, mình thấy cây ớt của mình trái nhiều quá, cho nên mình tính bẻ vô mình làm cái muối ớt xanh đó các bạn, để chấm hải sản rồi đó. Mình thấy cái này ta hay ăn cái muối ớt đó, cho nên cây ớt của mình trái nhiều quá mình hái vô mình làm. Chứ giờ để nhiều quá nó chín một lượt một cũng không có đường nào ăn hết. Này các bạn thấy hai cây ớt không, trái sai vậy lắm nè. Ớt này là bị chim nó lại nó ăn nè. Nó lại chín ăn mỏ rồi không? Nè. No. Nè nó mỏ này còn khúc mấy đứt hết nè. Chim khoái ăn ớt lắm. Cái ớt này chín chín là chim nó khoái ăn lắm các bạn. Để ớt vàng không, ớt xanh thôi. Rồi mới đại hết, đi vô mình làm gì làm chứ giờ. Cây này để ở đây cũng đâu có làm gì được. Ớt đỏ thì ăn nó hơi cay các bạn, còn ớt xanh thì mình thấy ăn nó the the. Ớt này chưa ớt gì hả? Ớt này cái cây này nè là ớt hiểm mặn. Ủa, hai cây đó. Có hai cây là các bạn đang mọc chung với nhau nè. Trái của nó thì màu xanh, cái nâu của này ớt ớt hiểm ớt hiểm trắng, bởi trái nó màu trắng nè, chín cái nó màu đỏ. Bên đây cái chùm đậu me các bạn. Ớt nãy nhà mình ăn lâu lâu đó các bạn, đi bẻ ớt chín á, cái trái ớt chín đỏ này nè các bạn. Bẻ xong rồi đem đi gãi tùm lum tà lá cho ăn, bởi nó mọc nhóc hết trơn. Cây bên đây nhóc chưa? Bên đây có cái ớt này là giống ớt này ở ngoài Mỹ đem về các bạn, nó cay lắm nên mình không dám bẻ vô. Ớt này cay cực kỳ luôn nha các bạn. Để vô nó cay lắm, ăn xé lửa luôn nên không có dám bẻ vô. Bẻ tầm khoảng tô rồi mình đem vô trong mình chế biến, mình để dành tủ lạnh ăn từ từ. Ớt này trái nhiều lắm nè các bạn, mà cay lắm không dám bẻ nha. Cái chùm này 14 trái nè. Bẻ thử 2-3 trái anh ơi, để đại đi. Để lấy cái nào xanh nhất đi, cho xanh nhất chứ không cay đâu. Tại vì làm tí xíu mình thêm đường thêm sữa vô chắc nó cũng bớt. Cái này kêu là chén ớt xanh thập cẩm đi. Ở nhà trồng được ớt gì bẻ hết luôn đi.
gì mà trái gì mà chỉ cần tưới nước à. Rồi các bạn, nguyên liệu sớm giờ mình chuẩn bị cũng được một một mâm nhỏ nha. Rồi nè các bạn, đầu tiên là ớt mình cân khoảng 50g nha các bạn, 50g ớt, 50g đường, 50g muối và khoảng 50g sữa đặc luôn nha các bạn. Rồi 4 trái hạnh nha các bạn, 4 trái hạnh chín nhỏ nha, với lại khoảng 2-3 lá lá chúc hoặc lá chanh gì cũng được nha các bạn. Rồi lá chúc các bạn cắt nhỏ, cắt nhuyễn ra nha, để hồi mình để vào cối mình xây chung luôn tất cả những nguyên liệu trên luôn nha. Đây luôn phải không? Ừ, cắt lại. Ớt này mới chế bự cắt nhỏ không? Khỏi, quay mặt. Thôi giờ đợi, để ớt vô đi, để ớt vô đây đi. Nó là những cái dơ. Rồi để vô cối hết đi con. Cái nước hạnh mình dắt ra lấy nước không nha các bạn. Khoan xe con để cái này kia vô. Sữa rồi đổ vô, mấy này đổ vô hết cái mỏng kia. Ừ, đổ vô hết đi. Bắt đầu mình bỏ nguyên liệu từ từ vô luôn nha các bạn. Mình xay xong rồi mình đổ ra dĩa nha các bạn. Rồi, thành phẩm của mình đây các bạn.
Nước hiện tại bây giờ thì nó cũng hơi chưa đặc, nhưng mà các bạn cũng hơi kẹo kẹo đó các bạn, nhưng mà các bạn muốn đặt thêm thì mình để trong tủ lạnh nha, để tủ lạnh khoảng vài tiếng là bắt đầu nó kẹo ngon à. Sáng này có mấy con tôm lấy ra chấm thử luôn đi nha. Rồi, clip mình làm tới đây xin kết thúc nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem clip.